đây đây đây, nhìn nhìn qua đây tí nè. Xếp hàng nhưng mà nhìn qua đây. Đúng rồi, một. Xếp hàng nhưng mà nhìn qua đây nha. 1, 2, 3. Em gửi ba ly phải sửa của anh chị nào ạ? Em gửi ba ly phải sửa của anh chị nào ạ? Trà đào thì em sửa chưa chân châu trà đào cà phê sữa. Ba ly phải sửa. Ba ly trong vàng. Còn ly trong một ly. Thank you.
mì nóng đây. Bánh mì nóng giòn đây. Bánh mì nóng đây. Cái đang đi chụp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ra ngoài đây luôn bé, ra ngoài đây luôn bé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi. Anh nghĩ là có nên vào kiểu kêu hai bạn nói cái gì đó, kiểu như anh phỏng vấn gì đi, anh hỏi gì cũng được. Chút nữa còn có phỏng vấn thôi, có nữa sau, chút nữa phóng viên.
Thank you.
Dạ. Hãy cho vô đi. Cho ngang được. Chính vô chính. Chính vô là sẽ lấy được cái ông bầu đó. Sạch ra cái sau xíu. Sạch ra luôn ra cái sau. Rồi 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 lùi 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 ra phía sau tí vậy. Rồi được rồi. Chị ơi, chị quay qua đây chị thấy luôn mọi người, em đang quay trên fanpage của ông bầu. Ủa chạy vô đi. Không có. Thôi ốc này mấy người này. Đó, đi vô, chuẩn bị cho Toàn vào lên. Vô. 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 Vô
cũng nhiều hả? Đi xét xong giống như tầng 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 chính qua vào cái phòng chụp hình bắt túi chính đây chưa kêu bộ chưa ghi chưa ai chính ý là mình đi lòng quá cái khung menu kia rơi chụp được không do cái đông người đó. Trai chở giúp giùm em. Đi kiếm số 53.
chưa xuống. Chạy dạy mày. Thank you.
Anh sẽ gửi, tôi sẽ gửi tiếng cho bạn, bạn tìm vô nha. Tại vì các danh thủ bóng đá nữ người ta đều có cái nguyện vọng là sau khi giải nghệ thì lên tuyển như thế này, ai cũng nguyện vọng vậy đó. Nhưng mà Trinh thì vẫn tìm một cái công việc tay trái, thì bạn nói gì về chuyện này? Cái quán cà phê ông bầu này thì bạn có dành thời gian cho nó nhiều, nhưng mà cũng có được sự hỗ trợ nhiều từ đơn vị nhượng quyền đó. Bạn hãy nói lại cái chuyện này, thời gian tốn bao lâu để mà chuẩn bị, rồi nó diễn ra như thế nào, thuê mặt bằng như thế nào để trả lời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
việc của Trinh thì ngay cụ thể hơn, đi dạy ở đội trẻ nữ thành phố thì dạy cho mọi người. Khi mà chuyển sang làm kinh doanh rồi nè thì đều có một mục tiêu á, mục tiêu về thu nhập. Một cái mục tiêu cụ thể là mong muốn của Vinh á, muốn có một cái nguồn thu từ việc kinh doanh cộng với một tháng cho bạn như thế nào, cái thu nhập mơ ước thì bản như thế nào. Phải bao lâu rồi. Nhưng mà cũng phải tính cũng có lợi, nhưng mà nếu lời bao nhiêu thì nó đây duy trì được ổn định sau 2 năm. Hỏi xong rồi các bạn hỏi thêm đi. Trả lời hiền quá không giật đất được. Dạ, giả sử như em chưa giải nghệ mà bây giờ em cạnh tranh với thủ môn nữ hiện tại của đội tuyển Việt Nam đó, Kim Thanh đó, thì sao? Đánh giá gì về Kim Thanh? Nói gì về Kim Thanh? Nói gì cái mong ước lên tuyển của em, một cái gọi là đề xuất hay là một cái mong muốn là nếu như có cơ hội mình lên tuyển mình góp phần được cái gì cho đội tuyển cái quốc gia đội trẻ cũng được. Rồi, nói luôn đi. Đề cảm luôn. Rung thiệt hả trời? Mẹ cũng có rung là tưởng giỡn chứ. Rung thiệt hả?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.